Nếu em qua New Zealand du lịch thì chắc có lẽ phải hối tiếc chứ. Xin chào, các bạn đang cùng đến với chuyên mục Inside the Legacy, nơi sẽ cùng với Phương Thảo gặp gỡ và hiểu hơn về các tuyển thủ kỳ cựu của Liên Công Mobile Việt Nam, đặc biệt là trước thềm giải đấu AIC 2023 sắp tới. Và ngày hôm nay thì Thảo sẽ mang đến đây một chàng trai được mệnh danh là xạ thủ nức tiếng một thời. Và cái tên của anh chàng này thì sẽ gắn liền với một câu nói rất là quen thuộc, đó chính là Đặng Thần Quang. Và xin được giới thiệu. Xin chào mọi người, mình là Hoàng TD, mình đi đường rộng cho đội tuyển CG Live. Thú thật là Thảo làm Liên Quân năm nay đến 5 năm rồi. Và Hoàng TD là bắt đầu đấu giải từ năm bao nhiêu nhỉ? Em đấu giải chắc năm 2019 á, 4 năm rồi. Là 4 năm rồi, đó. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được trò chuyện sâu với Hoàng TD. Thì ngày hôm nay thì trước khi mà đến vào câu chuyện chính, Thảo sẽ có một cái thử thách cho Hoàng TD. Đó là bình thường thì khi mà nhắc tới chàng trai này thì chúng ta sẽ nghĩ tới con bài La Vie đúng không? Nhưng bây giờ là chị em tôi sẽ hóa thân thành Theo Anat. Đấy, thì không biết là Hoàng đã đi bắn cung bao giờ chưa? À, bắn cung ngoài chưa, mới lần đầu đi bắn cung chứ ở trong game bắn nhiều lắm. Lần đầu đi bắn cung. Bây giờ nhá, mình sẽ có một cái thử thách. Đấy là ngày mai chị em mình sẽ bắn thi. Chị cũng lần đầu nha. Rất công bằng, chị cũng lần đầu nhưng mà bây giờ chị em mình sẽ bắn thi. Mình sẽ có 5 lần nhỉ? 5 lần 5 đi. 5 lần. 5 tên đi. Xong rồi mình sẽ cộng điểm xem là ai được nhiều điểm hơn. Em áng em tầm bao nhiêu điểm à? Em bắn chắc tầm phải 4 mấy điểm mới chứ, trong game là 10 cái bắn hết 9 cái trúng rồi. 4 mấy điểm trên 50 thì ok được thôi. Chúng ta sẽ cùng thử xem là khả năng xạ thủ ngoài đời của Hoàng TD có như trong game của anh ấy không. Ok, rồi bây giờ mời em bắn mũi tên đầu tiên đi. Chơi cái này rồi em thắng rồi có được gì không? Thắng thì gáy mà thua thì nín thôi. Được. Nhận kèo nhá. Thôi đấy, để đi, em trước cho đi, em trước đi, đặng Thần Quang đi mà. À nhầm, Theo Anat chứ. từ từ nha, cái mũi tên nó phải lên trên này. À đúng đó, rồi. Đó, trời ơi, chưa đó. Vậy mình coi thử xem là mũi tên đầu tiên là được bao nhiêu điểm này. Rồi, 6 hay 5 á, được rồi. Tôi chắc chắn là tôi sẽ ăn này. Đấy, nhưng mà trước đấy thì hỏi chuyện Hoàng TD một chút xíu. Ở trên mạng xã hội thì thấy Hoàng TD cũng khá là ít chia sẻ đời tư này. Chủ yếu thì sẽ chia sẻ về đồng đội là chính thôi. Thì không biết là lúc năm 2019 mà Hoàng bắt đầu thi đấu giải ấy, bố mẹ có ủng hộ không? Chung là lúc đó thì đấu thì đương nhiên là không rồi. Lúc đó em còn đi học mà, chơi game vui vui à. Mấy điểm chỉ 5 điểm. Sau này em đi thi đấu rồi có thành tích mới bắt đầu mới hết cấm cản này mới chơi nhiều chứ. Cấm cản đó, cấm cản là như thế nào? Mức độ cấm cản như nào? Kiểu như là coi như là từ mặt luôn á. Kiểu cấm cản chửi thôi, kiểu không chơi game rồi bị nói gì, học là học tới ngày chơi tôi bấm điện thoại. Nhưng mà nếu mà thế thì từ năm 2019 cho tới cái lúc mà mình có thành tích là năm 2022 đúng không? Thì rõ ràng là một quãng đường quá dài. Thế xuyên suốt những cái quãng đường đấy thì em làm nào để em chống lại được cái sự không ủng hộ của bố mẹ? Thì em lên thi đấu, cái lúc mà thi đấu rồi lâu lâu gọi nhà tới ngày rồi mẹ bảo thì nói thi đấu thôi, nói đi đánh giải thôi, nào có thành tích cái hết rồi. Tức là mình không chia sẻ kiểu kỹ càng với ba mẹ đúng không? Có một cái kỷ niệm nào của ba mẹ hay của gia đình mà khiến cho em cảm thấy là em nhớ trong cái lúc mà ba mẹ không ủng hộ? Chắc kiểu nói thôi chứ không kiểu nói mình cấm cản nhiều. Nhưng mà mình cũng xa gia đình luôn từng đó năm đúng không? Rồi. Vậy là tới cái năm 2022 khi mà Hoàng TD cùng với cả VGaming vô địch AIC thì lúc đó bố mẹ ủng hộ hay như nào? Lúc đấy thì phản ứng của bố mẹ như nào? Cái lúc đó là ở nhà em đều coi giải hết rồi, là đều biết em quýnh lâu rồi, kêu ủng hộ hết rồi. Ông bà đều xem hết mà. Kiểu lúc mà 2021 rồi, cái lúc mà em áo quân rồi đã ủng hộ rồi. À, đúng. Mũi tên thứ hai thế nào? Đại chị bằng điểm nhau chứ gì? Bằng điểm. 5 điểm nào? Trời ơi, không có điểm nào. Này nó bị trạch rồi. Theo Anat này không ổn rồi, đây để theo Anat này này. Theo Anat này này. Này. Bắn đi. Sai ơi. Ai chết à. Chuyện này bắn theo Anat. Theo Anat xịn chứ đùa, theo Anat kia hơi fit rồi mọi người. 7 điểm. Rồi. Ok. Mũi thứ 3 đi. Có lật kèo được không? Này giờ chị đang hơn 7 điểm đó nha. Hôm nay phải vô số 10 mới là kèo nấu rồi. Quá à. Xôi. Đó, thấy không? Là kèo rồi. Tầm này là nó phải là kèo rồi. Kinh quá ta. Nhưng không sao. À, sao lại ra ngoài? Thế là mình bằng điểm không ta?
6, 7. À không, chị vẫn hơn. Vẫn hơn em rồi. Chị vẫn hơn á. Thì ba mũi okay. Vẫn hơn mũi điểm. Mới là kèo nẩu. Từ chị đang hơn em mấy điểm nhỉ? Hơn 5 điểm. Rồi, quả này bắn ra ngoài nữa đi là xong này. Ra ngoài. 5 điểm là bằng này. Ừ. 3 điểm. Yeah. 3 điểm. Vẫn chưa bằng. 4 điểm, 3 điểm, 3. Chết rồi. Ở Vi Minh là em thân nhất với ai? Vi Minh thì em thân nhất với Bớt Ubi. Tại tụi em ở đó thì kiểu ngủ cũng ngủ, hai đứa ngủ chung nữa. Nhưng mà sao em thân với thằng Bớt được ta? Chị thấy nó nói lắm dã man, còn em thì rất là ít nói ấy. Hai em chơi thân nhau, hai em kiểu nói chuyện chung nhau, cũng đi ăn chung nhiều. Thì người ngoài khi mà nhìn vào thì thường thấy là Vi Gaming là một tập thể rất là đoàn kết, cả năm anh em gắn bó với nhau lâu, xong rồi còn hiểu tính nhau nữa. Và đợt đó thi đấu thì cái tinh thần đồng đội nó cũng lên rất là cao. Thế còn người trong cuộc là bản thân em thì em cảm thấy là cái tinh thần đồng đội ở Vi Gaming nó như nào? Tinh thần đồng đội trong Vi Minh thì lúc nào cũng cao rồi, tại thi đấu mà. Kiểu ở nhà thì còn khi tập luyện còn ấy nha, còn vô thi đấu là kiểu vui vẻ với nhau. Nói chuyện nào cũng đâu có tinh thần đội, mà lúc thi đấu là team Vi Minh của em lúc đó cao à. Ok, ê, chị được mấy điểm ấy nhở? Chị được 8 điểm, hơn em 12 điểm, giờ có là 12 điểm không? Để em bắn. Giờ em chỉ còn cách là vô tâm thì em mới gọi là lật kèo được thôi. Hoàng TD vừa mới chia sẻ về việc là ở VGaming thì kiểu anh em ở với nhau khá là lâu, xong rồi mình cũng hiểu tính nhau các thứ ấy. Thì có bao giờ cãi nhau không? Hay là bất đồng quan điểm lúc training chẳng hạn? Training lúc nào cũng phải có cãi nhau à? Kiểu cãi ngay lúc training thôi. Còn ra giải anh em là nó kiểu là đồng lòng hết rồi. Kiểu lúc đó là quýnh có lỗi thì về sửa rồi, chứ lúc đó không ai cho nói dài là. Có lần nào cãi nhau to lúc training không? Có chứ, nhiều lắm. Lúc nhiều không nhớ nổi luôn hả? Lỗi thì nói ra cãi thôi để cho khắc phục thôi chứ nói gì. Ai là người gọi là hay làm hòa nhất ở team? Gino và Phi, huấn luyện viên với anh Quỷ Long thôi, ba người thôi, kiểu trưởng thành nhiều rồi. Hôm trước cái phim phóng sự hơn cả vinh quang của VGaming ấy, thì những lần trước nha, ở trong phòng chiến thuật của VGaming thì thường nó khá là bình yên. Đấy, nhưng mà hôm đó thì xem là để ý thấy anh em khá là căng thẳng. Rồi Han, rồi Maris, rồi Quang Hải các thứ, mọi người kiểu tranh luận ấy khá là nhiều về những cái gì đã qua. Thì đấy có phải là cái điều thường gặp không, hay là kiểu hôm đó căng thẳng lắm thì mới thế? Trận quan trọng với căng thẳng mới thế chứ bình thường cũng đâu nhiều đâu. Lúc đó chắc không nói cho Quang Hải đánh cũng hết được rồi. Quang Hải lúc đó im rồi, kiểu mà không còn tinh thần nữa. Xong nói xong mới tinh thần lên mới gỡ ra được chứ. Cái chung kết vừa rồi thì đấy là khoảng thời gian mà Hoàng TD không có đánh chính. Thì xuyên suốt cái khoảng thời gian mà em dự bị rồi là em cạnh tranh vị trí xạ thủ ấy, anh em có giúp đỡ em gì không? Dạ không đâu, tại lúc đó em với Novi chơi game rồi em tập luyện rồi kiểu nói chuyện thôi chứ lúc đó là hết còn khó khăn rồi. Còn một cái thắc mắc nữa mà chị thấy là khá là nhiều khán giả thắc mắc, đấy là cái khoảng thời gian mà khi mà Si đến với VGaming ấy, em nói là em cũng nửa bất ngờ nửa không. Thì em nghĩ là, có bao giờ em nghĩ là đấy là do bản thân mình, phong độ của mình nó đã thay đổi rồi cho nên là mới cần tuyển một xạ thủ mới về không? Hay lúc đó thì em cảm thấy đấy cũng không phải là lỗi của mình? Cái lúc đó thì em cũng suy nghĩ là bản thân em phong độ xuống, mới cần tuyển thêm người. Thì lúc đó mình cũng biết bản thân mình xuống phong độ thiệt, giờ mới cố lấy lại phong độ thôi, chứ cái lúc đó bản thân phong độ em dắt em xuống thiệt. Nhưng mà chả nhẽ cái vị trí xạ thủ nó quan trọng như thế à? Bởi vì là team cũng có nhiều người xuống phong độ, mà tại sao lại chỉ thay mỗi vị trí xạ thủ? Lên nào thì nói chung là cũng đều quan trọng hết. Tại mà vị trí của em chắc lúc đó em xuống phong độ nhiều nhất, nên kiểu mấy vị trí khác cũng đâu có người đâu để thay gì. Tức là kiếm người thay cũng không đơn đúng giản rồi, một chút đâu, nào đúng không? Kiếm người cũng đâu phải dễ đâu. Em nói rằng là khi mà Si vào ấy, đặt lên bàn cân để cạnh tranh vị trí xạ thủ ấy, thì mình sẽ có hai chiều hướng đúng không? Một là mình ở lại team, mình try hard, mình training, mình lấy động lực để mình quay trở lại đánh chính. Hai là mình sẽ tìm một bến đỗ mới. Thì là lúc đấy tại sao em lại đưa ra quyết định là em sẽ chuyển đến team mới? Kiểu mình qua team mới mình có nhiều mục tiêu mới hơn. Mà cái khúc đó lúc mà em quyết định ấy là tầm là lúc nào nhỉ? Lượt về đấu trường Thanh Vọng là em suy nghĩ rồi. Em nói em nghĩ thôi, chỉ nghĩ thôi, chưa biết đi đâu. Thì xong hôm qua GG Live thôi anh em mới biết. Em ơi, công nhận là chứng tỏ là như thế là quyết tâm lắm đấy. Chưa kiểu như là chưa, mình chưa biết là mình sẽ đi đâu, nhưng mình vẫn quyết tâm là mình nghỉ trước đã. Chị nghĩ là GG Live đúng là một cái bến đỗ mà chị thấy có nhiều cơ hội để cho em tỏa sáng thật. Tới em. Ờ. Còn mỗi thứ năm, mỗi này. Mỗi năm này. Chị đang out 12 điểm đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ đấy, cho cơ hội đi. Dạ, bắn này vô tâm cũng thua. Chắc giống phải cho em thêm tên đúng không? Kể cả thêm một tên nó chắc chắn em vẫn có thua chị mà. Áng áng ra ngoài thôi các bạn ơi.
Ui, ui, đen hả, màu đen hả? 4 điểm đúng không? Sao để em cứ đen cái trước? 6 điểm như vậy là rút ngắn khoảng cách còn 6 điểm. Rồi bây giờ nhá, chị cuối cùng cái này. Chị ba này ra ngoài chắc rồi, chứ không đâu hết. Đó, 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 rớt cái tên là nghi lắm. Unti này. Đó, đó, thấy cái tay rung rung rồi. Unti cũng ra ngoài thôi. Vàng, ui dồi. Vàng, ui dồi. Em bảo mà. Thế tại sao vậy? Ủa, sao cái này công thức sao kỳ quá ta? Mình nhắm đúng cái điểm anh hướng dẫn mà ta. Giờ em vẫn còn thủ 6 điểm không? Để chị thách em. Em mà bắn đúng cái tâm, em bắn đúng cái tâm thì em lật kèo mà là em nguyên luôn. Chị biết em bắn cái con La Vi sao vậy? Giờ teo nát bắn vậy thôi. Rồi, bắn, rồi. Không, tôi dính lên rồi, xong rồi. Để em coi như bây giờ là coi như là em mất 3 đường rồi đúng để không? Em đo bắn cái này. Em mất 3 đường rồi, bây giờ em bắt đo. Cái hoa này KS con kinh công là kèo chứ đâu. Được, đó. Em nhắm cho em KS là con kinh công không nào? Em nhắm sao nhắm có thể? Đứng cái tư thế cho ngay ngay là hoa này là chịu dính tâm thôi, dính đâu hết. Lật kèo không nào? Ui. Em nói mà có sai đâu. Trời, cái này em làm hoài mà, nãy giờ em giấu bộ thôi chứ con dính tâm này dễ mà. Đó đó đó, thắng là gáy mà. Thắng có quyền chứ. Chị Thu sao giật chị được cái gáy, nãy chị bảo rồi mà. Mình muốn chứng minh là mình vẫn là một xạ thủ vẫn thi đấu tốt nhất có thể. Đúng rồi. Mình bước tới giải đấu này là mình cũng vẫn đang là xạ thủ đương kim vô địch. Đúng. Nhiều người nói là nếu mà có Hoàng TD thì GZ Lai có khả năng vô địch. Cũng có. Tại mục tiêu em thi đấu lúc nào cũng phải vô địch. Chứ mình thi đấu mà mình đặt mục tiêu mới tốt kia là xong rồi, mình phải đặt mục tiêu cao nhất. Nếu GZ Lai vô địch thì có thể là Vgaming sẽ hối hận khi đã mất đi một xạ thủ quốc tế như Hoàng TD. Thì bạn thấy sao về ý kiến này? Nếu em qua GZ Lai vô địch thì chắc có lẽ phải hối tiếc chứ. Như vậy là cung cũng đã bắn hết rồi, điểm số thì cũng có rồi. Cảm ơn Hoàng TD đã đến đây ngày hôm nay để cùng tham gia trải nghiệm bắn cung. Hy vọng rằng là Hoàng TD sẽ có những cái trải nghiệm mới và chúc cho hành trình tại AIC sắp tới của bạn sẽ đạt được rất là nhiều những kết quả tốt giống như là những gì bạn kỳ vọng. Và các bạn cũng đừng quên là đón xem những số Inside the Legacy tiếp theo tại AIC 2023 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.